Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 11 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin biên giới Việt Trung phát hiện căn cứ tên lửa hạt nhân tầm trung nhắm thẳng Hà Nội. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến rất nhiều những hình ảnh đó là căng thẳng liên tục trên Biển Đông với việc Trung Quốc đưa tàu xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam và thăm dò suốt 5 tháng qua. Và hiện nay chuyên gia Úc vừa phát hiện Trung Quốc đã xây căn cứ quân sự tên lửa tầm trung nhằm áp sát biên giới Việt Nam và chỉ cách biên giới có 10 km mà thôi. Và đây là hình ảnh và những thông tin đã được chia sẻ trên những trang truyền thông quốc tế ngày hôm nay. Việt Trung chiến tranh hay chiến tranh chính trị? Đây là hình ảnh xe chở phi đạn xuyên lục địa Đông Phong 5B của Trung Quốc tại lễ diễu hành ngày 1 tháng 10 năm 2019 tại quảng trường Thiên Amôn, Bắc Kinh nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Quốc Khánh Trung Quốc. Một học giả Úc theo dõi tình hình Trung Quốc và Việt Nam nói rằng Trung Quốc đã xây dựng căn cứ quân sự bao gồm các doanh trại, nhà kho và cả bệ phóng phi đạn gần biên giới với Việt Nam, điều mà ông cho rằng là Trung Quốc đã chuẩn bị cho một cuộc chiến xâm lược. Tuy nhiên, các chuyên gia khác bác bỏ nhận định ấy, nói rằng có xung đột thì có lẽ là bờ vực chiến tranh chính trị hoặc đối đầu trên biển mà thôi. Và theo chuyên gia người Úc này nói thì căn cứ tên lửa này nằm ở thị trấn ở Sùng Tả chỉ cách biên giới Việt Nam có 10 km mà thôi. Và đây là bản đồ thị trấn Sùng Tả thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, được đánh dấu là màu xanh dương và khu vực biên giới Việt Trung. Nhà khoa học Úc David Archibald thuộc Viện Chính trị Thế giới dựa vào hình ảnh vệ tinh Planet Lab ở tỉnh Quảng Tây ở 24 độ và vĩ độ Bắc 106 độ 42 kinh độ đông mà ông quan sát được và nói rằng bởi vì khá rõ từ những gì mà họ đã xây dựng ở phía bên kia biên giới, một cơ sở rộng 50 hecta này cách biên giới Việt Nam chỉ có 10 km mà dường như không có chức nào năng nào khác ngoài mục đích là căn cứ quân sự, nơi binh sĩ có thể được huy động vào ban đêm và đồn trú ở đó vài ngày trước cuộc tấn công mà không có bất cứ ai có thể phát hiện ra họ. Và để để gần lại các bạn sẽ thấy cái bản đồ này và vệ tinh Planet Lab đã chiếu và quan sát được khu vực uh, căn cứ quân sự 50 ha này của Trung Quốc uh, đã được xây dựng áp sát uh, biên giới Việt Nam và căn cứ này có thể được dùng để đặt tên lửa hạt nhân tầm trung có tầm bắn từ 1.000 đến 1 đến 5.500 km và nó sẽ khai hỏa khi Trung Quốc mở cuộc tấn công Việt Nam và đây uh, là khu vực khả nghi tại thị trấn Xung Tả thuộc tỉnh Quảng Tây Trung Quốc với các tòa nhà có mái màu xanh và nằm trong một khu vực rừng rộng uh, rất rộng lớn và không có dân cư. Nếu để gần lại các bạn sẽ thấy rất rõ uh, những tòa nhà này dường như được uh, xây dựng như những doanh trại quân đội và những cái nơi để chứa xe chuyên dụng. Và chỉ cách uh, khu vực thị trấn Sùng Tả có 1,5 km có một số tòa nhà màu xanh trông giống như chúng được xây để thiết kế chứa tên lửa đạn đạo tầm trung mà những tên lửa này có thể được di chuyển ra bên ngoài và sử dụng để bắn vào Việt Nam khi họ mở cuộc tấn công. Ông Archibald cho biết thêm như vậy. Tuy nhiên, đây chỉ là tập quán phổ biến đối với các quốc gia có khu vực biên giới đang tranh chấp. Theo nhận định của Drake cosman nhà phân tích chính trị sách thuộc tập đoàn Rand uh, Corporation của Mỹ, hay theo nhận định tương tự của P. Hayton, chuyên gia Anh, tác giả cuốn Biển Đông, cuộc chiến tranh quyền lực châu Á được xuất bản vào năm 2014, tất cả các quốc gia đều xây dựng cơ sở hạ tầng để bảo vệ biên giới của họ. và có những dự đoán Trung Quốc sẽ dùng cuộc chiến chớp nhoáng áp đảo trên bộ để cùng gây sức ép buộc Việt Nam phải rời khỏi 17 đảo trên Biển Đông, nơi Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền với đường chín đoạn, có nghĩa là đường lưỡi bò. Và đây là hình ảnh bình minh rất đẹp trên đảo Nam Ít của Việt Nam ở khu vực Biển Đông với hệ thống radar rất lớn. Nếu để gần lại các bạn sẽ thấy rất rõ và với hệ thống radar hiện đại này của Việt Nam thì có thể quét rất một khu vực rộng lớn ở Biển Đông để có thể quan sát uh, những uh, hàng không uh, qua lại ở khu vực đó và không loại trừ cả những máy bay chiến đấu của Trung Quốc cũng sẽ bị ghi nhận ở đây. Được hỏi vì sao giới lãnh đạo Bắc Kinh muốn mở ra một cuộc xâm lược như thế, ông Archibald lý giải là dùng để là để dùng lãnh thổ đổi biển đảo. Bởi vì Trung Quốc muốn chiếm toàn bộ Biển Đông và hiện nay Việt Nam có 17 căn cứ ở biển Đông mà Việt Nam không tự nguyện rời bỏ, ông nói. Dùng lãnh thổ để đổi biển đảo, Archiba nhận định là một cách sắp xếp ôn hòa theo cách nhìn từ Bắc Kinh. Và ngoài ra chuyên gia Úc cũng cho rằng khi tình hình căng thẳng với Việt Nam, Trung Quốc cũng có thể khởi động cuộc chiến trên bộ như là một biện pháp để tập luyện tác chiến thực địa. Điều mà từ lâu kể từ sau cuộc chiến năm 1979 ở tại biên giới phía bắc của Việt Nam, họ chưa được uh, trải qua thực tế lần thứ hai. Và đây là hình ảnh xe tăng Trung Quốc tiến vào Việt Nam vào tháng 2 năm 1979, thì các bạn thấy rất rõ là những người lính Trung Quốc bám trên chiếc xe tăng của giải phóng quân Trung Quốc và tiến vào và tại cuộc chiến này thì Trung Quốc đã giết hại hàng chục nghìn người dân vô tội, uh, thiếu nữ trẻ em và người già cũng như các uh, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam và các uh, dân quân du kích của Việt Nam trong cuộc chiến chấp nhoáng đó. Nhận định về các quan điểm của học giả Achiban, ông Craig Poling, giám đốc sáng, uh, sáng kiến minh bạch Hoàng Hải châu Á, viết tắt là AMTI, thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế CSIS có trụ sở ở thủ đô Washington nói quan điểm của ông ấy không được các chuyên gia về Trung Quốc hay Việt Nam đồng tình. Ông nói vậy một lý do khác vẫn theo Archibald là để tạo cơ hội cho Trung Quốc luyện tập sử dụng bộ binh và sử dụng các cơ sở quân sự vì họ không có kinh nghiệm chiến trường kể từ khi tấn công Việt Nam vào lần cuối và những thập niên năm 80, tức là những cuộc chiến năm 79 và sau đó kéo dài rất nhiều năm. Khi đó, Trung Quốc đã chuẩn bị kỹ lưỡng, huy động một lực lượng khổng lồ gồm 10 tập đoàn quân chủ lực, tức là một tập đoàn quân làm nhiệm vụ dự bị nữa, và một số sư đoàn bộ binh độc lập, tổng cộng là 32 sư đoàn, bộ binh thuộc 5 đại quân khu. Tổng số quân được huy động vào khoảng 620.000 quân, trong đó có hơn 300.000 quân chủ lực, được coi là thiện chiến nhất khi đó, núp dưới danh nghĩa bộ đội địa phương, ngoài ra có khoảng hơn 300.000 dân binh thuộc lực lượng quân dự bị. Như vậy nếu tính ra thì số lượng quân Trung Quốc huy động vào gần 1 triệu người. Theo một số liệu thông tin của Trung Quốc, lực lượng tác chiến hỏa lực gồm có 6 trung đoàn xe tăng, 4 sư đoàn và nhiều trung đoàn pháo binh phòng không độc lập với tổng số gần 800 xe tăng thiết giáp, gồm có bao gồm 550 xe tăng và 480 khẩu pháo, 1.260 súng cối và dàn hỏa tiễn. Thì với những cái lực lượng rất lớn như thế này, thì Trung Quốc đã tấn công rất nhanh và đánh chiếm các tỉnh phía Bắc của Việt Nam vào năm 1979. Và tất nhiên cuộc chiến đó cũng rất bất ngờ đối với Việt Nam. Và cũng nhiều ý kiến không đồng quan điểm với chuyên gia úc về việc trung quốc có thể khởi động cuộc chiến xâm lược việt nam vào thời gian tới và đây là một số ý kiến như vậy đây là hình ảnh bài báo phân tích với tiêu đề lời khuyên về trung quốc dành cho các bạn việt nam của tác giả david archibald bài phân tích của david archibald được dịch tạ giả phạm nguyên tường dịch sang tiếng việt mô tả những gì ông quan sát bắc kinh đang chuẩn bị tại khu vực giáp biên giới với phía bắc việt nam tại tỉnh quảng tây các chuyên gia trong nước và quốc tế quan sát tình hình khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Biển Đông đưa ra những ý kiến khác nhau về nhận định của ông David Archibald. Phần lớn không cùng nhận định với chiến tranh như, à, như ông Archibald đã nói. Và để gần lại chúng ta thấy tạp chí này và chúng tôi cũng sẽ chia sẻ đường link để cho các bạn có thể tham khảo sau cái video phát trực tiếp này để trong đấy có rất nhiều những nội dung khác mà đã được ông Archibald dự đoán và các lập luận cho rằng Trung Quốc sẽ không tấn công Việt Nam trong thời gian tới được đưa ra bình luận uh, với nhiều ý kiến khác nhau. Và đây, đây là D uh, Drake Grossman từ uh, Grand Corporation của Mỹ cho biết ông ghi nhận sự cải tiến cơ sở hạ tầng quân sự rõ rệt ở khu vực mà ông Archibald đề cập, nhưng cũng nói đó là việc thường xảy ra ở các khu vực biên giới tranh chấp và tập quán này tự uh, tự bản thân nó không cấu thành nên điều gì cả nếu không có bằng chứng thực tế về ý định của Trung Quốc nhằm tiến hành một cuộc xâm lược trên bộ đối với Việt Nam ông Grossman kết luận theo như tôi biết không có dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc có kế hoạch xâm chiếm Việt Nam tại biên giới trên đất liền và có chuyên gia lại cho rằng Việt Nam và Trung Quốc dễ lao vào một cuộc chiến tranh chính trị hơn là dùng vũ khí để tấn công giết hại lẫn nhau từ anh chuyên gia B. Hayton nói Việt Nam và Trung Quốc có khả năng đi tới bờ vực chiến tranh về chính trị ờ, trong những năm tới và cả hai bên đều có chứng tỏ cho bên kia thấy rằng họ có khả năng leo thang và giành chiến thắng trong một cuộc xung đột bất kỳ công trình xây dựng căn cứ quân sự mới nào cũng có khả năng là một phần của cuộc uh, chiến lược gian đe chính trị quân sự hơn là một phần của kế hoạch xâm lược cụ thể ông Hayton đã nhấn mạnh như vậy và đây là hình ảnh của ông trong một phát biểu trên đài truyền hình và nhà nghiên cứu đang sống tại Việt Nam lại cho rằng không tin Trung Quốc sẽ bất ngờ tấn công Việt Nam. Đây là hình ảnh thạc sĩ Hoàng Việt, giảng viên trường đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh, tức là Sài Gòn, thành viên ban nghiên cứu luật biển và hải đảo của Liên đoàn luật sư Việt Nam. Chuyên gia Hoàng Việt ở Sài Gòn thuộc quỹ nghiên cứu Biển Đông nói rằng ông không tin Trung Quốc có thể tấn công xâm lược Việt Nam trong thời gian này. Ông Hoàng Việt nêu ba lý do. Thứ nhất, nếu tấn công trên bộ thì Việt Nam có nhiều lợi thế và kinh nghiệm để phòng thủ và bảo vệ trên đất nước của mình, nên Trung Quốc chưa chắc đã đạt được ý đồ. Trận chiến năm 1979 đã cho thấy điều đó. Thứ hai, tấn công Việt Nam vào lúc này bất lợi cho Trung Quốc cả trên chiến trường lẫn uy tín trên quốc tế, coi như thành quả ngoại giao của Trung Quốc sẽ bị phá hủy. Thứ ba, Trung Quốc chỉ muốn đe dọa để đạt được mục đích mà không cần phải sử dụng đến chiến tranh, tam chủng chiến pháp. Và chuyên gia Singapore lại có ý kiến Trung Quốc từ trước đến nay đã nhiều lần xâm lược Việt Nam, tương lai điều này có thể lặp lại hay không thì rất khó nói và cực kỳ phức tạp. Tiến sĩ Hoàng hợp là người trong ảnh đây, à, nhà nghiên cứu cấp cao của Viện nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore nhận định giới lãnh đạo cộng sản Trung Quốc đã kế thừa quyền quyền bá chủ của người Hán và đã biến nó thành một mô hình bá quyền rất phức tạp. Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ ý định và kế hoạch xâm lược Việt Nam, ông nói. Tuy nhiên bài báo của ông Archibald mà quý vị gửi cho chúng tôi không chứa đựng bất kỳ lo ngại nào đối với các nhà lãnh đạo Việt Nam tại Hà Nội bởi vì chiến lược chống tiếp cận, chống xâm nhập khu vực của Hà Nội có thể ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm tàng từ Trung Quốc và vô hiệu hóa tất cả các cuộc tấn công bằng tính cách răn đe. Tiến sĩ Hòa Hằng Hợp đã cho biết như vậy. Và với biểu đồ bành trướng của nhà cầm quyền Bắc Kinh, đã gần 5 tháng nay, Trung Quốc liên tục đưa tàu xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và ngang nhiên tuyên bố với trên 90% diện tích Biển Đông là chủ quyền của họ, bao gồm cả vùng đặc quyền kinh tế và bãi biển bãi tư chính của Việt Nam. Chính phủ và Quốc hội Việt Nam đã đưa ra lời phản đối, tuy nhiên vẫn hết sức né tránh Trung Quốc mà không dám nêu tên nước xâm phạm. Cũng gần đây, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn tiếp tục cử đoàn cán bộ nguồn của Việt Nam sang Trung Quốc học bồi dưỡng nâng cao ý thức hệ Cộng sản. Điều này cho thấy Đảng và Chính phủ Việt Nam vẫn rất lúng túng và điều đó sẽ dẫn đến mất dần lãnh thổ vào tay Trung Quốc vì chưa dám dứt khoát từ bỏ chủ nghĩa Cộng sản, chủ nghĩa xã hội đầy mâu thuẫn và đau khổ để hội nhập với thế giới, văn minh, dân chủ và tự do. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 11 năm 2019. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết. Và hãy bấm nút theo dõi Facebook và Youtube của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần sau. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.